Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động, số phụ thứ 12, nằm yên với tâm hồn rộng mở. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, Đức Phật đã từng đưa ra một thí dụ thật tuyệt vời để nói về dung lượng của trái tim. Đó là khi ta ném vào tô nước một nắm muối, thì tô nước ấy sẽ rất mặn và khó có thể uống được. Nhưng nếu ta ném nắm muối ấy xuống dưới dòng sông, thì nước của dòng sông sẽ không hề bị mặn. Dù ta có ném thêm vài chục nắm muối hay vài trăm nắm muối, thì nước của dòng sông vẫn uống được như thường. Tại vì lượng nước của dòng sông quá mênh mông, nên vài chục hay vài trăm nắm muối thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Cũng vậy, khi ta tức giận hay không thể chấp nhận trước hành động không tốt của ai đó, thì chứng tỏ dung lượng trái tim của ta đang bé nhỏ, chứ không hẳn là do chính đối tượng kia gây ra. Do đó, giải pháp để vượt qua cơn giận hay để chấp nhận hành động của người kia, đó chính là cố gắng làm cho dung lượng trái tim của mình được rộng lớn hơn. Đó là điều khả thi, rất nhiều người đã làm được. Vấn đề còn lại là làm sao để trái tim ta có thể rộng mở. Nếu chỉ dùng ý chí để ép bản thân mình ráng chịu đựng thì cũng chỉ hiệu quả trong nhất thời, nhưng ta sẽ đau đớn và đến một lúc nào đó ta cũng không còn sức để chịu đựng nữa. Giải pháp hay nhất đó là dành nhiều thời gian để chăm sóc trái tim của mình. Hãy nâng cấp nó bằng cách nào đấy, ta hãy làm cho trái tim của mình mềm mại, thư giãn, an trú, bình yên, tràn trề năng lượng, thì tự nhiên nó sẽ rộng lớn ra. Bởi vì khi cái tôi đã tìm được thức ăn bên trong, thì nó không còn tìm kiếm những điều thuận lợi hay hấp dẫn bên ngoài. Thậm chí nó còn có thể chứa đựng rất nhiều điều bất như ý lớn lao trong đời sống. Dù là rất khó khăn, nhưng càng quay vào bên trong để rèn luyện, thì ta càng phát hiện ra khả năng chịu đựng của con người là vô hạn. Tiếp nối đề tài thẩm nghiệm về cái tôi của số phụ trước, bây giờ mời quý vị cùng thực tập bài thiền buông thư có chủ đề Nằm yên với tâm hồn rộng mở dưới sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành và thảnh thơi. Hôm nay chúng ta sẽ thực tập bài thiền buông thư khá đặc biệt, đó là chúng ta sẽ thực tập ở ngoài trời. Dĩ nhiên nếu đại chúng chưa có chuẩn bị kịp, chưa đủ điều kiện để ra ngoài trời, thì chúng ta vẫn có thể thực tập buông thư ở trong nhà. Nhưng quý vị hãy cố gắng nằm gần cửa chính hay là cửa sổ, để mình có thể kết nối được với thiên nhiên nhiều nhất. Bây giờ, mời quý vị hãy nằm yên trên mặt đất, có thể lót tấm yoga, vẫn nhắm mắt lại. Thả lỏng hai tay theo chiều cơ thể, lòng bàn tay ngửa lên, thả lỏng luôn các ngón tay. Thả lỏng hai chân, dang hai chân ra ngoài một tí,
bàn chân ngã ra ngoài. Ý thức là mình đang trong tư thế nằm, nằm rất yên trên mặt đất, tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, với thiên nhiên. Lâu lắm rồi mình mới có trải nghiệm này. Cảm giác là mình đang kết nối với đất trời. Ta đang trở về với chính mình trong phút giây này. Gác bỏ lại hết tất cả những nỗi lo lắng, muộn phiền, tất cả những dự án, kế hoạch hấp dẫn cũng gác lại hết. Ta cần được nạp năng lượng, cần làm mới lại nhận thức, cần được trở về để nghỉ ngơi, thư giãn, tìm lại sự bình an và sáng suốt trong tâm hồn. Thở vào, cảm nhận bụng tự động phồng lên. Thở ra, cảm nhận bụng tự động xẹp xuống. Bụng tự động phồng lên, bụng tự động xẹp xuống. Cảm nhận tiến trình bụng phồng lên, cảm nhận tiến trình bụng xẹp xuống. Chỉ biết có phồng lên rồi xẹp xuống. Chỉ biết có hơi thở vào làm bụng phồng lên, hơi thở ra làm bụng xẹp xuống. Vào, ra. Vào, ra. Chìm người sâu vào mặt đất, theo mỗi hơi thở vào và ra. Buông hết tất cả những khối đè nặng, căng thẳng ở trên thân, và những khối phiền não đè nặng ở trong tâm. Mỉm cười, thư giãn. Không có điều gì quan trọng bằng giây phút được sống trọn vẹn. Tất cả mọi sự nắm bắt, tìm kiếm của chúng ta cuối cùng cũng chỉ để được sống một cách thoải mái nhất, nhiều chất lượng nhất. Nhưng có vẻ như là trong quá trình mưu sinh, ta đã quên sống. Ta đã chạy theo những đối tượng hấp dẫn, bị nó rút hết năng lượng, quật ngã tơi tả, nên đã quên mất là mục đích chính của cuộc đời mình, đó là được sống một đời sống an vui và giá trị. Cho nên những bài thiền tập như thế này hết sức là cần thiết, để giúp ta dừng lại. Dù rằng là đời sống là phải vận động, phải làm việc, phải tương tác, nhưng nhờ sự dừng lại trong nửa giờ hay là một giờ như vậy, vừa giúp ta hồi phục lại năng lượng,
vừa giúp cho chúng ta ý thức lại như thế nào là thật sự biết sống. Và nhờ sự dừng lại, ta mới có cơ hội nhìn lại bản thân mình, nhìn lại cái tôi của mình. Thở vào, thở ra, bụng phồng lên, bụng xẹp xuống, phồng lên, xẹp xuống. Thở vào, thở ra, vào, ra. Ý thức là ta đang thực tập buông thư, thư giãn sâu cho cơ thể lẫn tâm hồn. Cũng có nghĩa là ta đang tạm gác lại quá khứ, gác lại tương lai, mà chỉ sống trọn vẹn trong giây phút này thôi. Giây phút mà thân với tâm đang điệu hòa cùng nhau, gắn kết chặt chẽ với nhau, thành một khối thống nhất, mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực. Lâu lắm rồi ta mới có được cảm giác nhẹ nhàng, bình an và sâu lắng như thế này. Nên ta sẽ tiếp tục duy trì để làm cho tâm hồn mình được trở nên phong phú hơn, mạnh mẽ hơn. Có vẻ như thời gian gần đây ta thường xuyên bị suy sụp năng lượng, tinh thần trở nên yếu đuối, rất dễ phản ứng, rất dễ tức giận với những điều bất như ý xảy ra. Nhưng mà ta lại có khuynh hướng đổ thừa cho hoàn cảnh, cho đối tượng quá khó khăn, quá khó chịu, nên ta phản ứng như vậy là phải rồi. Nhưng khi năng lượng được hồi phục, khi bình tâm trở lại, nhất là những giây phút được yên tĩnh sâu lắng như thế này, thì ta lại nhìn thấy rõ vấn đề của mình, thấy mình đang thật sự có vấn đề, cần được giúp đỡ. Và không ai khác hơn có thể giúp được chính ta là ta thôi. Và ta đã làm được điều đó. Ta đang có mặt với chính mình đây, với thân thể này, với tâm hồn này. Dù rằng thân thể vẫn còn đau nhức lắm, tâm hồn vẫn còn bất an, nhiều tổn thương lắm, nhưng ta đã có mặt rồi. Người chủ đích thực của căn nhà đã trở về rồi, thì còn lo ngại gì nữa. Hãy cứ ở yên đây, mặc cho cuộc thế đổi thay, mặc cho vạn sự vạn vật thay đổi. Chỉ cần ta vẫn còn sống,
vẫn còn lành lặn, từ thể chất cho tới tâm hồn, là đủ lắm rồi. Đủ để tiếp tục đứng vững trong cuộc đời, để thương yêu và hạnh phúc. Con đã về với con rồi, Đức Phật ơi, Tổ tiên ơi, và chính tôi ơi. Tiếp tục thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra, chìm người sâu vào mặt đất theo mỗi hơi thở vào ra. Bây giờ hãy lắng nghe những âm thanh xung quanh chúng ta, những âm thanh thật diệu kỳ mà từ rất lâu rồi ta đã bỏ qua, không ngó ngàng tới. Đó là những âm thanh của đời sống, những âm thanh rất thực, đang không ngừng nuôi dưỡng ta, đồng hành cùng với ta trong cuộc đời này, như là tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng côn trùng rã rít, tiếng bước chân người xa xa, tiếng mọi người nói chuyện, gọi nhau ơi ơi, tiếng em bé cười khúc khích, tiếng xe chạy, tiếng máy nổ. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng hơi thở khi khi nhẹ nhẹ. Ta đang lắng nghe, ta đang kết nối. Mỉm cười lắng nghe, mở lòng ra để lắng nghe. Ta đang nằm yên đây với cõi lòng thật rộng mở, để lắng nghe hết tất cả những âm thanh đi ngang qua tai mình mà không chọn lựa, không chụp bắt, không nhận xét, đánh giá, phê bình gì cả. Chỉ mỉm cười, lắng nghe và đón nhận từng âm thanh đến với mình, kết nối với âm thanh đó. Mỉm cười lắng nghe thật sâu âm thanh đó. Nhờ âm thanh mà lòng mình sẽ lắng động sâu hơn. Nhờ lắng nghe âm thanh mà những phiền não, những căng thẳng từ từ lắng dịu xuống. Thay vào đó là một cõi lòng bình yên, trong trẻo, nhẹ nhàng. Thích quá, dễ chịu quá. Hạnh phúc là đây, sự sống là đây. Vậy mà bấy lâu nay ta cứ đi tìm tận đâu đâu không. Mỗi khi tâm bất an là tìm một đối tượng nào đó để giúp cho tâm mình an, cũng có thể giúp được đó, nhưng mà cũng chỉ trong nhất thời, rồi tình trạng lại như cũ.
mà nguy hiểm hơn, đó là ta lại tập cho mình thói quen dựa vào các đối tượng bên ngoài, rồi dần mất niềm tin vào chính mình. Ta có thể làm cho mình hết muộn phiền được mà. Ta có thể làm cho mình chấp nhận được những điều bất như ý, những khó khăn của người khác được mà. Tại sao cứ phải yêu cầu người khác thay đổi? Tại sao cứ cố gắng đẩy lùi mọi khó khăn của hoàn cảnh? Yêu cầu được thì cứ yêu cầu, đẩy lùi được thì cứ đẩy lùi. Nhưng mà rõ ràng trên thực tế là ta không thay đổi được hoàn cảnh và đối tượng bao nhiêu cả. Sức ta có hạn. Cách tốt nhất là ta hãy trở về, làm lớn dậy tâm hồn mình, làm cho trái tim được nới rộng ra, để nó có thể sẵn sàng đón nhận hết tất cả những biến động đổi thay, tất cả những điều bất như ý, bất toại nguyện trên cuộc đời này. Nó có thể làm được điều đó ư? Có thể. Ta cũng đã từng trải nghiệm qua ít nhất đôi lần, và biết bao người xung quanh ta đã làm được điều đó. Cha mẹ, ông bà ta cũng đã từng làm được điều đó. Điều vi diệu vô cùng của trái tim đó là nó có thể nới rộng ra tới mức vô cùng tận. Và Đức Phật gọi đó là vô lượng tâm. Tâm không có biên giới. Nhưng mà làm sao để làm được điều đó? Thì ta đang thực hiện đây, đang nằm yên đây, đang trở về đây, trở về trước đã, lắng dịu tâm hồn trước đã, để cho những cấu bẩn phiền não tạm thời rút lui, để cho con chó đen trầm cảm tạm thời rút lui, để cho những cố chấp, bảo thủ, độc đoán, kỳ thị, quyền lực cũng rút lui. Khi tâm đã thật sự bình ổn rồi, ta đã có được sự bình an đích thực rồi, thì những năng lượng tích cực, những hạt giống lành tự động sẽ sinh khởi. Thở vào, thở ra, thả lỏng hai cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt, trên đôi môi, trên đôi chân mày, đôi mắt. Mỉm cười với sự thả lỏng của toàn thân. Lắng nghe cảm giác của toàn thân. Thank you.
tiếp tục thở vào, thở ra, thư giãn, mỉm cười, an trú, buông xả. Đức Phật đã từng đưa ra một thí dụ hết sức tuyệt vời về việc mở rộng dung lượng trái tim. Đó là khi ta ném một nắm muối vào trong tô nước, thì tô nước đó mặn lắm, không thể nào sử dụng được, không uống được. Nhưng nếu ta ném nắm muối đó xuống dòng sông, thậm chí ta có thể ném vài chục nắm, tới vài trăm nắm muối, thì nước của dòng sông vẫn uống được như thường. Nước của dòng sông có thể uống được là tại vì dung lượng của nó quá lớn, quá mênh mông đi, cho nên là vài chục nắm muối, vài trăm nắm muối thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Cũng vậy, khi trái tim ta thu lại bé nhỏ, thì ta không thể nào chấp nhận được những khó khăn, yếu kém của kẻ khác, những điều bất như ý xảy ra trong đời sống, dù là nhỏ nhặt. Nhưng khi trái tim ta đã rộng lớn, thì nó có thể chứa đựng được tất cả mọi khó khăn, yếu kém của những người xung quanh, nhất là những người thương yêu của mình. Nó có thể chứa đựng luôn những nghịch cảnh lớn lao trong cuộc đời này. Tất cả là tùy thuộc vào dung lượng của trái tim. Nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ với cõi lòng mênh mông. Khi trái tim ta vẫn còn đang bé nhỏ, đang bé nhỏ tức là nó đang suy kiệt năng lượng, nó đang bị tổn thương, nó đang ích kỷ, chỉ nghĩ về nó thôi, nó đang chứa đựng rất nhiều phiền não, cái tôi rất to nên trái tim rất nhỏ. Vì rất nhỏ cho nên không muốn chứa đựng bất cứ khó khăn nào cả, bất cứ yếu kém của ai cả, bất cứ những điều bất như ý nào xảy ra trong cuộc đời này cả. Cho nên ta đã khổ. Khổ không hẳn vì hoàn cảnh, khổ là vì mình đã không có được một trái tim đủ lớn để chứa đựng những khó khăn của những kẻ khác, đặc biệt là với những người rất thân, rất gần với mình. Cho nên giải pháp duy nhất đó là bằng cách nào đó phải làm cho dung lượng trái tim rộng lớn hơn, rộng lớn tới mức đủ để chứa những nỗi khổ niềm đau của kẻ khác, những khó khăn yếu kém của kẻ khác mà ta không thấy đau đớn gì cả. Có thể có hơi khó chịu một chút, nhưng mà không sao, đó cũng là lẽ thường tình của đời sống mà. Phải có chịu đựng chứ, phải có hy sinh cho nhau chứ.
Đây là giây phút của sự trở về. Trở về để ôm ấp trái tim. Trái tim đã từng bị thương tổn, đã từng bị suy cạn năng lượng, đã từng sống chung quá lâu với phiền não, đã từng đồng nhất mình với những điều nhỏ nhoi, những ham muốn, những đòi hỏi nhỏ nhoi, đã từng đồng nhất mình với những cơn giận dữ, với thái độ đầy quyền lực. Đó đâu phải là ta đâu, đó chỉ là một phần nhỏ của ta thôi, một hiện tượng nhất thời. Ta là một cái gì đó vô cùng rộng lớn, lớn lắm, chưa đựng được tất cả. Mọi sự, mọi việc, mọi biến động đổi thay trong cuộc đời này mà không hề hấn gì, nếu ta có một dung lượng trái tim thật sự rộng lớn. Một trái tim rộng lớn thì không có chấp nhất, không có hạch hoẹ, không có gây khó khăn, không có phê bình, lên án, buộc tội. Không có gì mà không thể chấp nhận hay là không tha thứ được cả. Trái tim rộng lớn đồng nghĩa là trái tim mạnh khỏe, vững chắc, tràn đầy năng lượng bình an. Và ta đang làm công việc đó đây. Ta đang xây dựng chất liệu bình an cho trái tim. Thở vào. Thở ra. Chìm người vào lòng đất. Theo mỗi hơi thở vào và ra. Cảm nhận cái tôi của mình trong giây phút này đã thật sự tan biến. Nó nhường chỗ cho một cõi lòng thênh thang rộng mở, để hòa điệu cùng với đất trời. Đất trời cũng như thế, không có cái tôi riêng biệt. Rộng lớn, tự do, bình yên. Con là con của đất trời, con cũng muốn được như vậy. Cho nên con phải tập buông bỏ bớt, để con có thời gian quay về nâng dậy tâm hồn, giúp tâm hồn mình luôn luôn mạnh khỏe, khương kiện, tràn trề năng lượng và bình an. Con đã không đủ giỏi để vừa chụp bắt cái này cái kia. Có nhiều tiện nghi vật chất, nhiều tiện nghi về tinh thần, mà cũng có được một tâm hồn rộng mở. Con đã chưa làm được điều đó, thì con đành phải bớt lại sự nắm bắt thôi, bớt lại những mong muốn, tham cầu thôi, để quay về ưu tiên gìn giữ tâm hồn. Thở vào. Thở ra. Cảm ơn tâm hồn tôi vẫn còn có thể thay đổi được, còn có thể thư giãn và an trú được, còn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách chân thật được, còn có thể
lắng dịu, trong trẻo được. Và con có thể rộng mở được. Tôi đang nằm yên đây với cõi lòng rộng mở, hoan hỷ chấp nhận hoàn toàn tất cả những gì đang xảy ra trong giờ phút của hiện tại, không chống nữa, không đấu tranh nữa, không phê bình lên án nữa, không sân si nữa. Mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, chỉ muốn bình an thôi, chỉ muốn yêu thương nhau thôi. Thư giãn, mỉm cười, an trú, cảm nhận. Hãy cứ tiếp tục thực tập như vậy. Tiếp tục thở vào, thở ra, vào, bụng phồng lên, ra, bụng xẹp xuống, vào, chỉ biết vào, ra, chỉ biết ra. Ý thức là ta vẫn đang nằm yên ở đây, chưa có chạy về quá khứ hay là tương lai. Mà nếu có thì ta cũng đã phát hiện ra và quyết tâm đưa nó trở về, có mặt thật sâu sắc trong giây phút này và ở đây, để kết nối với thiên nhiên, với vạn vật, để được đón nhận năng lượng từ đất trời. Con đã giác ngộ được rằng khi thân tâm con cùng có mặt với nhau, khi các giác quan của con đã thật sự mở ra, khi cái tôi của con đã thật sự lặng khuất, khi lòng bình an đã dâng đầy, thì đó chính là lúc con kết nối được với năng lượng của đất trời. Con đang quy phục trước đất trời, không dám kiêu ngạo, không dám tự hào, không dám tự tách mình ra khỏi mọi cá thể để khinh thường, để đàn áp, để lấn lướt, để lợi dụng, để rút tỉa, để làm khổ nhau. Đây là giây phút của sự tỉnh thức,
của trí tuệ. Con đã nhìn thấy cái tôi, bản ngã của con vốn không có thật. Chỉ vì vô minh, vì dại dột, và khi cạn kiệt năng lượng, khi bị con chó đen trầm cảm khống chế, khi để cho tâm tham, tâm sân trỗi dậy, thì con đã tin cái tôi này là thật. Cho nên con đã trao cho nó một quyền lực quá lớn để bắt nạt kẻ khác, để lấn lướt kẻ khác, để thâu tóm quyền lợi của kẻ khác, để làm khổ kẻ khác, hoặc ít nhất là không chấp nhận những yếu kém khó khăn của kẻ khác mà con lại nhờ đỡ họ rất nhiều, nương tựa vào họ rất nhiều. Con xin sám hối, xin tạ lỗi cùng với trời đất, với bản thiện trong con. Con xin quay về tiếp nhận lại bản thiện trong con, để con được thường trực sống với tâm hồn rộng mở, với con người thật lớn lao, trượng phu trong con. Con đã về, con đang có mặt trọn vẹn. Con đã tách mình ra khỏi những cố chấp, những bảo thủ, tách mình ra khỏi những tài năng được thiên hạ kính trọng mà nó làm cho bản ngã con to đùng. Tách rời ra khỏi mọi sự tự hào, kiêu ngạo, khinh đời, để an trú trong bản thể chân thật, trong trẻo, hồn nhiên, tự do, hạnh phúc. Thở vào, mỉm cười với cái tôi đã biến mất. Thở ra, mỉm cười với bản ngã đã không còn. Thở vào, mỉm cười với sự cố chấp, bảo thủ, độc đoán đã biến mất. Thở ra, mỉm cười với sự tức giận, ganh ghét, đua chen, kỳ thị đã biến mất. Thở vào, mỉm cười với những khối đè nặng, căng thẳng đã biến mất. Thở ra, mỉm cười với tâm lo lắng, xôn xao, hoảng loạn đã biến mất. Thở vào, thở ra, mỉm cười với bản thể tuyệt vời của tôi đang điều hòa cùng với đất trời. Mỉm cười với cõi lòng rộng mở, thênh thang, không còn biên giới của tôi đây. Có gì phải lo, có gì phải sợ, khi ta đã không còn muốn nắm bắt quá nhiều thứ ở bên ngoài, khi ta đang làm chủ được tâm hồn mình, gìn giữ được
sự bình an, tự do và rộng mở trong lòng, thì còn gì có thể ngăn ngại ta để sống một đời sống giá trị và ý nghĩa trong cuộc đời nữa chứ. Cảm ơn sự trở về này. Cảm ơn Đất Trời đã không ngừng nâng đỡ cho con, dù có lúc Đất Trời đưa đến những thuận duyên hay là những nghịch duyên. Cảm ơn bài thực tập đầy ý nghĩa và sâu sắc này. Con tự hứa với lòng sẽ thường xuyên thực tập, mỗi ngày dù chỉ là 5-10 phút cũng hết sức cần thiết, để não bộ con, để tâm hồn con luôn nhớ rằng con luôn có những khoảnh khắc, những giây phút màu nhiệm và linh thiêng như thế này. Con còn là những gì rất là tuyệt vời, tốt đẹp, chứ không phải chỉ là những sân si kia, những tầm thường bé nhỏ kia. Và khi con phát hiện mình đang có phiền não, không thể chấp nhận được ai đó, muốn loại trừ ai đó, thì con sẽ lập tức quay về với bài thực tập của mình. Bài thực tập để hồi phục năng lượng lại, để lấy phong độ lại, để nhắc cho mình nhớ về bản thể chân thật rộng lớn của mình. Con đã về rồi, con đã có mặt rồi, con đã rộng lớn lên rồi.
Thưa quý vị, một trong những tín hiệu cho thấy sự thực tập của chúng ta đi đúng hướng, đó là tâm hồn của chúng ta ngày càng rộng mở hơn. Ngày hôm nay phải lớn hơn ngày hôm qua. Tâm hồn rộng mở được biểu hiện rõ ràng nhất qua cách chúng ta phản ứng trước những điều bất như ý, và nhất là khi ai đó chạm vào cái tôi hoặc làm tổn hại đến quyền lợi của cái tôi. Mong rằng bài thiền buông thư này đã giúp quý vị có cơ hội xét lại thái độ sống và ứng xử của mình, cũng như nhìn nhận lại cái tôi to đùng của mình đã từng gây phiền hà, khổ lụy cho chính mình và những người thân xung quanh. Ngay cả khi đã bước lên con đường tu tập chuyển hóa rồi mà ta vẫn còn vật vã mãi với cái tôi ham thích uy lực của mình thì thật là đáng tiếc. Bài thiền tập của số phụ thứ 12 trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được khép lại. Kính chúc quý vị luôn có những khám phá sâu sắc và mang lại lợi ích thiết thực trong quá trình thiền tập. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại trong số phụ kế tiếp trong thời gian sớm nhất.